Chị xin chào các vị, chúng ta bắt đầu buổi học. Hôm nay chúng ta học về duyên hệ. Như hôm trước tôi có nói với các vị, duyên hệ chính là cái phần mở rộng cái duyên sinh. Và ở đây cái cách gọi là duyên hệ đó, thì thật ra chữ duyên hệ này không phải dịch được được dịch từ cái chữ Patthana. Patthana đó là cái tên của cái tên bộ vi diệu pháp thứ bảy, do vì nội dung của bộ thứ bảy này chính là cái phần duyên hệ mà chúng ta học, cho nên đôi khi nói đến duyên hệ đó thì chúng ta nó gọi chữ Pali là chữ Patthana, nhưng chữ Patthana dịch là cái bộ đại sứ, hay là cái bộ vị trí đó, chứ không phải là về phương diện nghĩa, là dịch là duyên hệ. Thật ra duyên sinh và duyên hệ đó chỉ gọi chung là duyên thôi, nhưng mà do vì ngày hòa thượng định sự đó, ngày gọi là duyên hệ đó là để phân biệt với 12 cái duyên sinh mà chúng ta học đó. Hai duyên sinh giữa Bali gọi là Patichasamuppada đó. Còn cái duyên hệ này thì cũng chỉ là cái một phần của duyên sinh thôi. Do vậy về cái chữ Bali đó thì nó không có cái chữ để gọi là cái duyên hệ, mà chỉ có chữ Pachiya là duyên nói chung. Thì trong cái phần chúng ta vừa học về duyên sinh á, chúng ta đã học về cái khái quát về cái ý nghĩa của 12 cái mấu chốt duyên sinh, và kế đến thì chúng ta đang học về cái kế đến là chúng ta sẽ học về duyên hệ, rồi sau đó, đó thì chúng ta sẽ học cái phần thứ ba, đó là trong duyên sinh á, trong duyên sinh á, tương quan với duyên hệ. Thì cái phần duyên hệ này hôm trước tôi có nói với các vị là các vị chờ xe các màn hình. Trước hết hôm nay chúng ta học về duyên hệ. Và cái phần chúng ta học về duyên hệ này á là chúng ta học theo theo tam đề thiện. Tam đề thiện trong tam đề thiện trong trong đồ đề tam, tam đề thiện các vị hôm trước mới nhớ rằng là tôi nói đến cái 24 cái duyên hệ đó thì gồm có 24 duyên hệ, và trong 24 duyên hệ đó nó được mở rộng thành 52 duyên. Tuy nhiên trong 52 duyên đó đó thì chúng ta chỉ có học 27 duyên thôi, còn các duyên còn lại đó tuy rằng lại được phân tích thành 52 nhưng mà nội dung thì nó trùng với 27 duyên. Cho nên cái phần mà chúng ta sẽ học chi tiết là 27 duyên. Thì đầu tiên đó là các vị nhớ là duyên 24 duyên hệ đó. 24 duyên hệ này. 24 duyên này á thì được
được trình bày theo theo 6 cái vấn đề 24 duyên này. Nó trước hết đó là chúng ta trình bày trước hết đó là được phân tích theo theo đầu đề tam. Đầu đề tam. Rồi thứ hai là duyên hệ này là được theo đầu đề nhị. Đầu đề nhị rồi cái thứ ba đó. Cái thứ ba đó là phân tích phối hợp giữa đầu đề tam đầu đề nhị là tam đề nhị đề. Rồi thứ tư đó là ngược lại là nhị đề và tam đề. Rồi thứ năm là tam đề và tam đề. Rồi thứ cuối cùng là nhị đề và nhị đề. Này hôm trước tôi nói rồi nhưng mà hôm nay thì tôi phải lặp lại. Rồi chúng ta có là cái đầu đề tam này á, thì có 22 đầu đề tam và đầu đề nhị này á, thì chúng ta có 100. Thì cứ mỗi một duyên như vậy đó thì được phân theo theo cái 6 cái khía cạnh này, mà cái khía cạnh đầu á, thì chúng ta có 22, kế đến là 100. Rồi 100 đó, đó thì nhân với 22. 22 đó nhân với 100, rồi 100 nhân với 22, rồi 22 nhân với 22 và 100 nhân với 100. Và trong cái đầu đề tam đó, trong 22 đầu đề tam đó thì cái đầu đề đầu tiên đó thì chúng tôi nói cái đầu đề tam này á. Đầu đề tam này nè. Thì trong 22 cái đầu đề tam này á, thì cái đầu đề đầu tiên đó là chúng ta có cái tam đề thiện. Rồi cái mỗi cái đầu đề này đó, thì nó có bốn cái khía cạnh. Đó là bốn cái khía cạnh là thuận tùng, người ta hấp chỉ. Trong 22 đầu đề này nè thì nó sẽ có bốn cái khía cạnh là thuận tùng. Rồi hai là đối lập. Thứ ba là thuận tùng mà đối lập. Và thứ tư là đối lập và thuận tùng. Vậy thì khi mà chúng ta nói cái duyên hệ theo tam đề thiện thì chúng ta biết rằng là 24 duyên này thì chúng ta sẽ học cái 24 này duyên này á, là được phân tích theo theo đầu đề tam, chứ chúng ta chưa có học đến phân tích theo đầu đề nhị rồi đầu đề nhị rồi tam đề nhị đề nhị đề tam đề vân vân. Chúng ta chỉ đi phân tích cái phần đầu đầu thôi. Và ở trong cái đầu đề tam này đó thì do vì đầu đề tam có 22 đầu đề cho nên chúng ta sẽ học đầu tiên đó là 24 duyên này á. Thì trong hai đầu đề này thì chúng ta chỉ học cái tam đề thiện này thôi. Rồi trong cái tam đề thiện này thì chúng ta chỉ học cái phần thuận tùng. Thì tôi nói tại vì trên cái bảng vẽ này nó hơi hẹp cho nên cái chữ tam đề thiện thì lên phía trên. Thì các vị nắm cái nội dung này á, sau này nếu mà chúng ta có trao đổi một cái lớp học nào đó về duyên hay là chúng ta tham khảo sách vở thì chúng ta biết rằng là mình đang học cái phần duyên cái phần nào, cái phần duyên đó thuộc về đầu đề tam hay đầu đề nhị vân vân,
Và ở trong cái đầu đề tam đó thì chúng ta sẽ học về cái tam đề thiện hay là tam đề thọ hay tam đề quả gì đó. Rồi cái tờ trong cái tam đề thiện đó đó là chúng ta sẽ học theo thuận tùng hay đối lập hay thuận tùng đối lập thuận tùng vân vân. Do vì không có thể nào mà chúng ta học hết tất cả cái phân chia 24 duyên này theo cái biểu đồ mà các vị thấy trên đây, bởi vì rất là nhiều 24 duyên mà chỉ riêng cái đầu đề tam thôi thì chúng ta đã có 22 đầu đề tam rồi. Và ở trong 22 cái mẫu đề tam hay là đầu đề tam đó đó thì chúng ta còn có cái thuận tùng đối lập nữa, còn theo cả bốn cái khía cạnh nữa. Và tuy nhiều như vậy đó nhưng mà ở đây là chúng ta học cái phần đầu tiên thì cũng theo cái chúng ta cũng theo cái mô thức đó mà chúng ta tự tính, chúng ta tự tính lại các tính các cái phần còn lại. Ví dụ giống như là tam đề thiện mà theo đối lập, rồi tam đề thiện theo thuận tùng đối lập hay đối lập thuận tùng, hoặc là chúng ta học 24 duyên theo tam đề thọ rồi cũng tương tự như vậy, cũng thuận tùng đối lập và đối lập thuận tùng vân vân. Thì cái biểu cái khái quát này á, là để giống như là một cái bản đồ mà trên bản đồ đó chúng ta đang biết rằng là mình ở vị trí nào. Nói như vậy cũng có nghĩa là khi mà chúng ta học về phần duyên hệ đó là chúng ta chỉ học một phần, tôi nghĩ chắc chắc 1%, 1/1000 chi đó tự các vị có thể nhân ra. 24 duyên theo đầu đề tam thì chúng ta có 22, rồi 24 duyên 22 đó nhân 4 theo 4 khía cạnh nữa, rồi 24 duyên theo đầu đề nhị, đầu đề nhị chúng ta có 100 đầu đề nhị, 100 đầu đề nhị phân ra 4 khía cạnh nữa, rồi 24 duyên mà phối hợp nữa thì phải nói ra con số thì rất là lớn. Nên là chúng ta chỉ học học, học cái trong cái lớp này á, là chúng ta chỉ học cái tam đề thiện và theo thuận tùng thôi. Thì trong cái tam đề thiện á, là một cái mẫu đề đầu tiên trong 22 mẫu đề. Thì hôm trước tôi có nói với các vị sơ qua về cái đầu đề tam á, trong 22 đầu đề tam đó thì có hai cái cách gọi tên. Thứ nhất là chiếc bán, thứ hai là hàm tận. Chiếc bán tức là trong cái nhóm ba đó đó thì chọn ra một nhóm để gọi tên, chẳng hạn giống như là mà chúng ta đang học về tam đề thiện thì trong cái tam đề thiện này đó thì các pháp được chia làm ba theo tánh, tức là thiện, bất thiện và vô ký. Tuy nhiên khi mà gọi cái tên của cái mẫu đề này đó thì chúng ta gọi là tam đề thiện, tức là lấy cái nhóm thiện, lấy đơn cử một cái nhóm thiện để gọi tên trong nhóm. Nhưng đó gọi là cái cách gọi chiếc bán. Rồi thứ hai nữa là cái hàm tận, tức là thí dụ giống như là cái tam đề thọ thì tất cả các pháp đó được chia theo cái khía cạnh cảm thọ, thì trong ba cái khía cạnh cảm thọ đó khía cạnh nào nó cũng liên quan đến thọ. Như vậy cái cách gọi tên về cái tam đề thọ đó là chỉ chung cho cả ba nhóm nào cũng liên quan đến thọ, cho nên cái cách gọi đó gọi là cách gọi hàm tận. Rồi ở trong cái chi pháp mà chúng ta học đó, thì có những cái phân loại, có những cái mẫu đề mà những cái phân loại và mẫu đề đó bao hàm tất cả các cái pháp thì chúng ta gọi là vô dư. Còn nếu mà cái sự phân loại nào mà cái phân loại đó không bao gồm các pháp vô vi và hữu vi thì được gọi là hữu dư. Ví dụ giống như là chúng ta đang học cái tam đề thiện thì trong cái tam đề thiện đó thì gồm có pháp thiện, pháp bất thiện và pháp vô ký. Ba pháp này á, thì bao hàm chung cho tất cả các cái pháp chân đế, do vậy cái tam đề thiện này được gọi là vô dư. Nhưng mà đối với cái tam đề thọ đó thì do vì chỉ phân tích theo phương diện cảm thọ cho nên không có bao hàm tất cả các cái pháp
tất cả các pháp, như là nói về cảm thọ thì chúng ta không có thể kể đến sắc pháp, không có kể đến niết bàn. Do vậy cái mẫu đề tạng, cái tam đề thọ đó thì được gọi là hữu dư. Thì ở trong cái phần học này á, là chúng ta chỉ nắm cái chi pháp của tam đề thiện thôi, bởi vì chúng ta đang học cái duyên hệ theo tam đề thiện. Thì cái chi pháp của tam đề thiện đó chính là khi mà chúng ta nói đến tất cả các pháp thiện, thì chúng ta có cái chi pháp là 21 hoặc là 37 tâm thiện cùng với 38 sở hỗn hợp. Đó là cái chi pháp của tất cả các cái pháp thiện. Tương tự như vậy, tất cả pháp bất thiện thì chúng ta chỉ kể tâm và sở hữu thuộc về cái pháp bất thiện. Rồi đến cái pháp vô ký đó, thì chúng ta kể những cái pháp nào mà trừ cái thiện và bất thiện ra còn lại là vô ký. Chẳng hạn giống như là tất cả tâm mà sở hữu thuộc về vô ký, rồi sắc pháp, rồi niết bàn, như vậy tất cả là các pháp vô ký. Vậy thì ở trong cái phần này á, chúng ta nhớ rằng là cái tất cả các 24 duyên là được phân theo tam đề thiện. À, tôi đơn cử ví dụ cái duyên đầu tiên gọi là nhân duyên, thì nhân duyên nó phân theo tam đề thiện như thế nào? Tức là tính cái nhân duyên đó như là cái pháp thiện, trợ cho cái pháp thiện bằng nhân duyên. Rồi pháp thiện trợ cho cái pháp vô ký bằng nhân duyên, hay là pháp bất thiện trợ cho pháp bất thiện bằng nhân duyên, hay là pháp bất thiện trợ cho pháp vô ký bằng nhân duyên. Như vậy thì toàn bộ 24 duyên này chỉ được phân tích theo trong cái tam đề thiện trong cái lớp học này, chứ chúng ta không có phân tích theo cái tam đề thọ hay tam đề quả. Vậy thì ở trong cái phần này thì các vị nhớ rằng là chúng ta trong cái mẫu đề tam đó thì chúng ta chỉ nắm cái chi pháp và được phân tích theo theo tam đề thiện. Ở trong cái phần căn bản đó, thì khi mà các vị học đó, chúng ta học gồm pháp và chi pháp, thấy rằng là tất cả các pháp được chia ra thành nhiều cách khác nhau. Chẳng hạn giống như là chúng ta chia các pháp thành thành hai, như là hữu vi và vô vi, hay là chúng ta chia theo hay theo một cách khác nữa, tức là hiệp thế hay siêu thế, hay chúng ta chia theo chúng ta chia theo giống, chúng ta chia theo tánh, cho chia theo địa vực. Thì chẳng qua là những cái cách đó như là một cách sư phạm để các vị làm quen với những cách phân chia khác nhau trong vi diệu pháp. Và khi đó đó thì có đôi khi một người mới học thì có thể thắc mắc rằng là tại sao có nhiều cái cách phân chia như vậy để làm gì. Thì khi mà chúng ta học ở trong cái phần duyên này đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng là những cái cách phân chia đó để sau này chúng ta sắp xếp phân tích theo chi pháp một cái cách nào đó. Thì trong khi mà hôm trước chúng ta học về cái tất cả các pháp được phân chia theo theo tánh đó, thì gồm có tánh thiện, tánh bất thiện là tánh vô ký. Thì có thể những khi đó những vị học viên cũng học thoáng qua thôi, nhưng mà bây giờ khi mà chúng ta lặp lại đó, thì chúng ta mới thấy rằng là tại sao khi đó lại các pháp đó phân theo tánh là lý do mà chúng ta phân theo cái tam đề này. Và như vậy thì chúng ta có 24 duyên được phân theo tam đề thiện, mà chúng ta chỉ phân theo cái tam đề thiện theo đối phận thôi. Một cái cách diễn đạt ở trong duyên hệ mà chúng ta cần nắm đó,
Tức là khi mà nối giữa cái duyên này tạo sanh cho cái duyên khác á, thì nói đến cái ba cái nói đến ba cái đối tượng ở đây tôi tạm hãy dùng cái từ thiên cưỡng chút xíu, đó là cái ba cái đối tượng, đó là cái duyên trong duyên hệ đó. Trước hết đó là chữ đối tượng này đó thì nó không có được hay, nhưng mà tạm thời dùng như vậy đi. Để chúng ta dùng một cái từ khác, tức là cái duyên này nó được chia thành thành ba khía cạnh rồi. Duyên duyên nói chung nha các vị, hệ này nè, và chúng ta có cái ba cái khía cạnh được nói đến, và ba khía cạnh đầu tiên đó là cái năng duyên, thứ hai là cái sở duyên, và thứ ba là định duyên. Trong cái ngôn ngữ bình thường á thì chúng ta vẫn có nói đến cái năng, cái sở. Hôm nay khi mà người Việt Nam ít cái dùng Hán tự thì có đôi khi có những người không biết năng sở là gì. Rồi ở đây có một vài vị học viên, do vì chúng ta đi định cư nước ngoài sớm khi còn nhỏ, thành ra có đôi khi trong lớp học tôi có nói đến cái chữ Việt chứ còn và khi đó nó cũng không có liên quan về cái bài, không phải là cái nghĩa pháp, nhưng mà do vì còn phải nắm được cái Hán tự để mà chúng ta dễ dàng nắm được cái nghĩa. Như vậy cái duyên nó đầu tiên á, năng duyên và sở duyên. Năng duyên á tức là cái đối tượng tác động, và sở duyên á tức là đối tượng bị tác động. Ví dụ giống như là vô minh duyên hành, thì khi đó nó vô minh á được gọi là năng duyên, và hành á được gọi là sở duyên. Và khi mà hành mà duyên thức á, thì khi đó hành trở thành năng duyên và thức á là sở duyên. Như vậy thì năng á là cái duyên tác động, và sở á tức là cái duyên bị tác động. Ví dụ như là ở trong cái ngôn ngữ chúng ta vẫn hay nói là cái sở đắc của mình, đắc có nghĩa là được, và sở đó có nghĩa là cái mà mình được. Giống như là sở tri tức là những cái mà mình biết, thì cái chữ sở trong Hán tự đó nó là một cái, nó gọi là trong cái ngữ pháp được gọi là một cái đại từ quan hệ, một cái đại từ quan hệ trong Anh ngữ, ở trong Anh ngữ là cái chữ, những cái chữ relative pronoun, thì cái năng gì cái sở đó chính là một cái đại từ quan hệ. Như vậy chúng ta nói rằng là cái thường thường á, chúng ta đọc kinh điển mà nhất là những cái bản kinh xưa hay dùng Hán tự đó, như là chúng ta nói là sở kiến, tức là cái điều mà mình thấy. Thì cái tâm á là năng, và cái đối tượng cho tâm biết á thì gọi là sở. Và đối với duyên cũng vậy đó, cái duyên nào mà tạo ra làm nhân á thì cái duyên đó gọi là năng, còn cái duyên nào mà bị tác động đó
thì gọi là sở. Vậy thì khi mà nói đến cái nhân duyên, pháp thiện trợ cho cái pháp, cho cái pháp thiện bằng nhân duyên, thì trong đó chúng ta có hai cái phần là năng và sở. Cái pháp thiện nào làm nhân đó, thì cái pháp thiện đó là năng, còn cái pháp thiện nào mà là cái đối tượng tác động đó thì chúng ta gọi là sở. Như vậy chúng ta đã có, chúng ta có nắm được cái cách gọi về năng về sở sở rồi đúng không? Năng là năng tác động, là năng tức là cái phần tác động, là năng tức là phần tác động, là sở tức là cái phần bị động. Rồi cái thứ ba là cái địch duyên. Cái địch duyên tức là những cái pháp mà cũng không phải là năng mà cũng không phải là sở, thì những cái pháp đó nó được gọi là địch duyên, tức là những cái thành phần ngoài cuộc, không phải là cái đối tượng bị tác động bởi bởi năng, mà cái phần đó đó cũng không phải là cái nhân để tạo ra sở, cho nên gọi là địch duyên. Và cái địch duyên này đó thì chúng ta phải hiểu rằng là khi mà chúng ta nói rằng là cái tôi là đầu tiên tôi lấy ví dụ là cái nhân duyên, thì khi mà nhân duyên phân theo cái tam đề thiện á, thì chúng ta có thiện trợ cho thiện bằng nhân duyên, hay là thiện trợ cho vô ký bằng nhân duyên, thì khi đó chúng ta sẽ tính rằng là chúng tôi để lấy cái thiện trợ cho vô ký bằng cái nhân duyên, nó khỏi có trùng, để cho các vị dễ nắm cái chỗ này. Giống như bây giờ chúng tôi nói làm thiện, thiện trợ vô ký bằng nhân duyên. Trợ tức là khi này là thiện á, thiện á chính là năng duyên, và vô ký ở đây trong trường hợp này á, vô ký á là sở duyên. Nhưng mà những cái pháp nào á mà không thể thiện, không có thể trợ bằng nhân duyên được, thì những cái pháp đó đó được gọi là địch duyên. Và ở đây các vị còn phải nắm còn một phần nữa chúng ta sẽ đề cập đến sau. Tuy nhiên trong khi mà học á, thì mình cũng phải nắm một phần, đó chính là 24 duyên này còn được chia theo giống, tức là theo cái đặc tính của duyên đó mà phân loại. Và trong cái sự phân loại đó, đó thì chúng ta gồm có 9 cái giống, trong đó có một giống, đó giống đầu tiên được gọi là cái giống câu sinh. Câu sinh tức là cái bản chất của cái duyên đó đó, khi tạo ra cái, chúng ta tạm gọi là tạo ra cái quả đó, tác động cho một cái nhân khác đó, thì bản chất của cái duyên này khi mà nó tạo ra cái quả đó, thì cái bản chất nó phải đồng sanh với cái cùng với cái quả đó, chứ nó không có trước và cũng không có sau. Và những cái duyên nào mà tác động theo cách đó, nó được gọi là nó tác động theo cái giống, gọi là theo cái cách câu sinh. Thì ở trong cái nhân duyên á, thì vốn là cái giống câu sanh hay là câu sinh,
Cho nên là khi mà chúng ta nói thiện trợ cho vô ký thì chúng ta phải hiểu rằng là chỉ có những cái pháp vô ký nào mà đồng sanh với cái tâm cho với cái thiện á, thì những cái vô ký đó mới tính. Chứ còn những cái pháp vô ký nào mà sanh trước đó hay là chưa sanh thì những cái pháp đó không được kể là sở duyên của cái câu yếu trì đó. Thì khi mà nói đến cái địch duyên á, thì có những cái pháp mà chúng ta thấy không phải là sở duyên, tuy nhiên những cái pháp đó đó không kể là địch duyên. Bởi vì sao? Ví dụ giống như là thiện trợ cho vô ký bằng nhân duyên, thì khi đó có những cái pháp mà không phải là sở duyên như là niết bàn. Tuy vậy đó, niết bàn không kể là địch duyên trong trường hợp này. Ở đây chúng ta ví dụ như là trong một cái tai nạn nào đó, chẳng hạn giống như là tai nạn về hỏa hoạn, thì trong một cái tai nạn hỏa hoạn đó, đó thì tất cả mọi người nó đều thiệt mạng hết, duy chỉ có một người còn sống thôi. Thì chúng ta nói rằng cái người mà còn sống sót đó là một người may mắn trong một cái cuộc hỏa hoạn đó. Thì sở dĩ mà chúng ta kể là cái người đó là một người may mắn á, là bởi vì lẽ ra là người đó cũng sẽ bị thiệt mạng, nhưng mà họ không bị thiệt mạng ấy, cho nên họ kể, chúng ta mới nói họ là người may mắn. Còn trong cái cuộc hỏa hoạn đó mà những người không có mặt ở trong đó thì những người đó còn sống, đó là cái chuyện bình thường, người ta không có kể. Do vậy khi mà nói về cái địch duyên á, thì lẽ ra cái duyên đó nó phải là sở duyên, nhưng không làm sở duyên được đó thì khi đó mới gọi là địch duyên. Chứ nếu mà cái duyên đó nó mà nó mà nếu mà cái phần chi pháp đó mà hoàn toàn không có liên quan về cái đối tượng của năng duyên đó thì không được kể là sở duyên. Ở cái phần duyên hệ này á, buổi đầu tôi sẽ trình bày hơi chậm là để cho các vị dễ theo dõi. Tôi dừng lại để cho các vị có thắc mắc gì không, các vị có nắm được hay không. Chúng ta phải nắm về cái phần năng duyên, phần sở duyên và phần địch duyên này, thì tất cả các 24 duyên hệ này, mỗi duyên hệ được trình bày theo cái tâm đề thiện đó đó, thì chúng ta cũng sẽ tính về cái năng, về cái sở đó. Dạ thì... bạch sư. Dạ. Dạ kính bạch sư, dạ thưa sư, có thể cho tụi con cái ví dụ về năng duyên và sở duyên thưa sư. Dạ dạ. Tại vì tôi dừng lại, tôi biết thế nào cũng có người hỏi câu này. Bạch sư ạ. Dạ, sư nghe. Bạch sư có thể giảng thêm cho chúng con về cái phần là địch duyên. Nhiều khi như sư định nghĩa thì là địch duyên, tức là những cái phần nào không phải là năng duyên, sở duyên. Nhưng mà ngược lại thì những cái phần mà không phải là năng. À, cái phần địch duyên á, tức là những cái phần nó không thuộc về cái đối tượng tác động của năng duyên, nhưng mà trong cái phần không có phần đối tượng tác động đó đó, thì chúng ta phải hiểu rằng lẽ ra nó là nó cái phần đó phải được tác động, nhưng vì một cái lý do nào đó không được tác động đó, thì chúng ta kể nó là địch duyên. Ví dụ giống như là
giống như là trong một gia đình mà cha mẹ có ba người con, thì nếu mà cha mẹ đó mà cho quà nó chỉ có hai đứa, còn một đứa còn lại đó thì không cho đó, thì chúng ta nói rằng là cái sự phân chia cái tình thương đó nó không có công bằng. Bởi vì đứa nào cũng là con, mà tại sao hai đứa kia được, đứa này không? Thì cái đứa không được đó nó được gọi là cái đứa mà nó không có được công bằng, hay là nó thiếu tình thương với cha mẹ. Còn mà những cái đứa mà không phải đứa con á, con những cái không phải, những đứa trẻ mà không phải là con của hai vị này á, thì các vị nó không có cho quà nó là cái chuyện bình thường. Thành ra khi mà chúng ta nói rằng là những đứa trẻ nào mà không được quà đó thì nó là bất công, nó không phải. Chỉ có những chỉ cái đứa mà nó ở trong gia đình đó nó thì chúng ta mới kể, còn những cái đứa mà ở ngoài gia đình đó thì chúng ta không có kể. Ở đây các vị có nắm được như vậy không? Giống như hồi nãy tôi nói rằng là trong một cái tai nạn hỏa hoạn đó thì một người còn mình được sống sót đó thì chúng ta gọi là một người may mắn. Còn những người mà sống sót mà ở không có ở có mặt ở trong nhà đó là cái chuyện bình thường. Giống như bây giờ trong lúc này nó có một cái giống như ngoài đường nó có một cái tai nạn xe hơi, và trong đó nó là một người bị họ đang lái xe nhưng mà họ bị một cái tai nạn rất là nặng, như vậy đó thì họ không có bị vấn đề nghiêm trọng về thương tích thì chúng ta nói họ là người may mắn. Còn nếu như mà mình cũng không bị tai nạn nhưng mà mình ngồi ở nhà mà không phải lái xe hơi, nó là cái chuyện bình thường, người ta không có kể là người may mắn. Các vị nắm được cái điều này không? Dạ, nhưng mà sư con hiểu. Dạ, cũng vậy. Sư thì chúng con hiểu ạ. Dạ, rồi bây giờ chúng ta trở lại về cái nhân duyên mà gọi là cái năng mà sở. Thì tôi biết các vị sẽ thắc mắc điều này mà hồi nãy thì chưa có ví dụ á, là do vì trước hết đó là chúng ta phải nắm cái, tôi chưa có giải thích cái chữ nhân duyên, nhưng mà ở đây các vị hỏi đó thì tôi sẽ trình, tôi nói thêm rằng là khi mà cái nhân duyên này mà được phân theo đặc tính của nó đó, thì cái nhân duyên đó là phải được kể là cái giống câu sinh. Mà chính vì cái giống câu sinh đó cho nên khi mà chúng ta nói rằng là cái pháp thiện ấy, ví dụ như là pháp thiện trợ cho cái pháp thiện bằng nhân duyên, thì chỉ có cái pháp thiện nào mà đồng sinh với nhân thiện đó, thì cái pháp thiện nó mới kể là năng duyên. Giờ chúng ta ví dụ ở đây các vị phải biết rằng là bữa nay chúng ta chưa có đề cập đến cái nhân duyên, nhưng mà do thì ví dụ tôi phải nói là cái nhân duyên trong 24 duyên này được kể chỉ trong chín nhân tương ưng thôi, chứ không có nói cái nhân theo cái nghĩa khác. Chúng ta có nhiều cái ý nghĩa của cái chữ nhân, giống như là vô minh duyên hành thì vô minh nó là nhân cho hành, rồi hành duyên cho thức thì cái hành đó cũng là nhân cho thức, tương tự như vậy. Cứ mỗi cái mấu chốt trong duyên sinh đó là một cái chuỗi của nhân và quả, nhân đó cho ra quả, rồi quả đó là nhân cho một cái quả khác. Chúng ta có nhiều cái nhân mà để chúng ta nói, nhưng mà cái nhân ở trong cái nhân duyên này đó, nhân mà trong nhân duyên này đó, thì chắc lẽ là tôi định bữa nay tôi nói, bữa nay kịp giờ tôi nói luôn. Thì nhân ở trong nhân duyên này đó thì chỉ kể những cái nhân tương ưng thôi. Là nhân chúng ta có tất cả là 6 nhân tương ưng, tức là nhân tham, nhân sân và nhân si. Rồi trong đó có ba nhân là vô tham, vô sân và vô si. Trong ba nhân vô tham, vô sân, vô si đó, mặc dù chi pháp đó thì là giống nhau, nhưng mà ba nhân đó có khi là thiện, có khi là vô ký. Do vậy chúng ta cái nhân tham, xin lỗi, cái nhân vô tham, vô sân, vô si đó được chia làm hai, tức là vô tham, vô sân và vô si thiện, và vô tham, vô sân và vô si bất thiện, vô ký. Như vậy tất cả là chúng ta có chín nhân tương ưng. Thì ở trong cái phần nhân duyên đó, thì khi mà nói nhân đó, thì chúng ta chỉ có nói đến cái nhân tương ưng thôi. Vậy thì khi mà nói thiện, ở đây chúng ta chưa có học dạy về nhân duyên, mà chúng ta chỉ ví dụ về cái năng và sở thôi nha. Thiện
trợ cho thiện bằng nhân duyên. Thiện trợ cho thiện, thiện trợ cho thiện bằng bằng nhân duyên. Ở đây tôi chỉ ví dụ về cái năng và xảo thôi đó. Thì cái thiện ở đây á, trước hết là chúng ta phải hiểu, chúng ta phải hiểu là mình đang phân tích thân nhân duyên, chứ còn cảnh duyên là khác. Tôi nói tôi biết lộn. Tôi đang nói là theo nhân duyên. Thì ở trong cái nhân duyên này đó, thì chúng ta có nói ví dụ như là thiện trợ cho thiện bằng nhân duyên. Thì đầu tiên cái thiện đó đó, chúng ta nói là bằng nhân duyên, thì chúng ta lấy cái nhân ra để chúng ta tính cái năng này. Ở đây là chúng ta nói thiện trợ cho thiện bằng nhân duyên, thì chúng ta chỉ lấy cái nhân ra để mà chúng ta tính cho cái năng này. Cái năng đầu tiên là ở trong thiện đó thì chúng ta có ba cái nhân thiện, tức là thiện này á, thì là có vô tham, vô sân, vô si. Vô tham, vô sân, vô si. Bởi vì đây là bằng nhân duyên, thì cho nên thiện này á, là phải lấy cái nhân duyên, phải lấy cái nhân. Mà thiện á, thì phải là lấy nhân thiện. Nếu ở đây là bất thiện á, thì chúng ta cũng phân tích theo nhân đó. Mà nhân ở đó đó là tham sân si, chứ không phải là vô tham, vô sân, vô si. Rồi cái thiện này á, trợ cho pháp thiện khác. Và khi này cái pháp thiện này á, là cái pháp thiện chỉ chung, chứ không phải là cái nhân thiện nữa. Như vậy và chỉ cho những cái pháp nào, những cái pháp nào mà đồng sanh, bởi vì nhân duyên là cái giống câu sanh, cho nên những cái pháp thiện nào mà đồng sanh với vô tham, vô sân và vô si đó, thì chúng ta chỉ lấy cái pháp thiện đó thôi. Trở lại trong cái tam đề thiện, chúng ta phải nắm cái chi pháp thế nào là pháp thiện. Thì cái pháp thiện đó thì chúng ta gồm có 37 tâm thiện và 38 sở hữu pháp. Trong 37 tâm thiện và 38 sở hữu pháp đó, thì chúng ta đã lấy ra ba cái nhân là tham sân si, chúng ta làm cái nhân thiện rồi. Thì cái tham, xin lỗi, cái vô tham, vô sân, vô si làm cái nhân thiện. Thì cái vô tham, vô sân và vô si đó đó trợ cho các cái pháp thiện đồng sanh. Trợ cho các cái pháp thiện đồng sanh khác, tức là trợ cho các cái sở hữu khác, như là sở hữu biến hành hay các cái sở hữu tịnh hảo, còn các cái sở hữu tịnh hảo đó, thì khi đó cái sở hữu các cái tâm thiện và các cái sở hữu hợp đồng sanh với vô tham, vô sân và vô si đó đó, thì ba cái nhân đó, ba cái nhân vô tham, vô sân, vô si đó gọi là năng duyên. Là nó trợ hỗ trợ cho các cái sở tâm và sở hữu đồng sanh với nó, thì tâm và sở hữu đồng sanh nó được gọi là sở duyên. Thì nó cũng đơn giản, giống như chúng ta nói rằng là vô minh duyên hành, thì hành á, là sở duyên, vô minh là năng duyên, như vậy thôi. Còn bây giờ nó thì tôi tạm lấy cái ví dụ trong duyên sinh để cho các vị dễ hiểu về cái năng và sở. Còn mà cái thiện hay trợ bất thiện á, bằng nhân duyên á, thì chúng ta sẽ học cái phần kế sau. Thì tóm tắt lại đó, năng duyên á, chính là cái nhân tác động, và sở duyên á, chính là cái đối tượng bị tác động. Các vị chỉ hiểu vắn tắt như vậy thôi. Rồi khi mà chúng ta đi vào chi tiết đó, thì tôi nghĩ là các vị sẽ nắm được cái năng cái sở này. Các vị có bị nào thắc mắc gì nữa không ạ?
Các vị có nắm được cái năng cái sở không ạ? Dạ, chúng con nắm được. Dạ. Dạ. Cái bây giờ chúng ta tạm hiểu rằng là cái nhân á, là cái nguyên nhân tạo ra, cái năng là nguyên nhân tạo ra, còn cái sở á là cái kết quả mà cái nhân nó tạo ra. Còn cái địch duyên á chính là những cái phần nào mà cái nhân đó không tạo ra được, còn dư lại đó thì chúng ta kể là địch duyên. Ví dụ như là vậy, thỉnh thoảng có những vị làm các cái việc từ thiện, chẳng hạn giống như là chúng ta giúp cho cái việc mà mổ mắt cho những cái vùng nghèo, thì khi mà các vị đến, các vị giúp cho những người nghèo được mổ mắt như vậy đó, thì trong đó đó có những người cũng nghèo nhưng mà mắt họ không có vấn đề để mổ, thì khi đó các vị không có giúp họ, mà các vị chỉ giúp những người nào bị vấn đề mắt thôi, chứ còn mắt người ta cũng người ta sáng bình thường thì phải mổ làm cái gì, đúng không? Thì như vậy á, trong một cái chuyến thiện nguyện đó đó, các vị đó đi đến để giúp cho cái làng nghèo đó, thì cái tâm của các vị đó là các vị nghĩ chung cho tất cả những cái người nghèo ở trong cái làng đó là các vị giúp hết. Cái tâm của các vị đó thì các vị nghĩ rằng là những người nào mà nghèo ở trong cái làng đó mà bị cái vấn đề mắc đó là các vị giúp hết. Và khi mà các vị đến đó, thì những người nghèo đó, những người nào mà có vấn đề mắc đó, thì các vị giúp cho họ. Còn những người nghèo khác cũng trong cái làng đó nhưng mà họ không có bị vấn đề mắc đó, thì các vị đâu có giúp được, thì công việc của các vị là các vị giúp người ta mổ mắt, mà giờ mắt người ta sáng là các vị mổ người ta đôi, đúng không? Thì khi đó đó, những cái người đó, những người cũng là nghèo cũng trong xóm đó cũng được các vị sẵn sàng giúp đó, nhưng mà lại không có đáp ứng cái điều kiện mà các vị giúp, cho nên là những người đó không được các vị giúp. Thì những người mà nghèo trong xóm đó không được các vị giúp do vì không có điều kiện mắt, những được kể là địch duyên. Còn những người mà ở trong cái xóm khác mà những người không phải là cái đối tượng nghèo mà các vị giúp đỡ, thì cả hai cũng là các vị không có giúp họ nhưng mà họ không được kể là địch duyên. Các vị có nắm được cái chỗ này không? Dạ, nắm rõ rồi ạ. Dạ. Vậy thì khi mà chúng ta học về cái duyên hệ này thì các vị hãy nắm cái biểu đồ là chúng ta chỉ học một cái phần rất là nhỏ ở trong cái bộ thứ bảy, tức là 24 duyên này được trình bày theo đầu đề tam, rồi đề nhị đề tam đề nhị đề đó. Rồi trong chúng ta chỉ học cái phần duyên ở trong cái phần đầu đề tam thôi, và trong 22 đầu đề tam đó thì chúng ta chỉ có học cái 24 duyên này được phân tích theo cái đầu đề đầu tiên, tức là cái đầu đề thiện, là chúng ta phải nắm cái biểu đồ, giống như là mình đi đâu đó thì mình phải biết rằng là mình đang có mặt trên vị trí nào trên cái bản đồ đó, thì để mà sau này khi mà chúng ta tham dự cái lớp này lớp khác đó, thì mình không có mình nắm được cái hệ thống, mình đang biết mình ở đâu, không chứ không các vị học lang mang hết lớp này lớp kia, mình không biết mình học tất cả nào. Đi con đường đi đến đó thì hiện tại mình đang ở cái giai đoạn nào, chứ có các vị cứ lẩn quẩn mà không biết bây giờ mình đang ở cái vị trí nào thì cái điều đó nó hơi khó, cho nên là tôi cố gắng là tôi nói đi nói lại cái hệ thống đó cho các vị. Dạ, thưa sư ạ. Dạ. Rồi bây giờ chúng ta học cái duyên đầu tiên. Đó chính là... Dạ. Cho chúng con về cái chỗ là sư nói nữa là trong
Trong nhân thì nó có nhiều nhân, nhưng mà chỉ kể chín cái nhân tương ưng thì gồm có vô tham, sân, vô si và tham si, chứ còn ba cái nhân nữa là gì ạ? Và ba nhân nữa nó cũng là vô tham, vô sân, vô si, nhưng mà cái ba cái vô tham, vô sân, vô si đó được kể làm hai, là vô tham, vô sân, vô si thiện và vô tham, vô sân, vô si vô ký. Thành ra chính thiện ở đây là vô ký, thì là tính ở trong nhân hay là tính trong quả? Bởi đây, đây là cái phần mà chúng ta sẽ học kế đến, là nhân nó có nhiều nhân, thì có những cái nhân theo một ý nghĩa nào đó nó, thì cái vô ký nó không phải là nhân. Nhưng mà ở trong cái duyên hệ này á, một phần có những cái nhân, có những cái phần ở trong vô ký nó được kể là nhân. Cho nên là chúng ta mỗi khi mà chúng ta học một cái phần pháp nào thì chúng ta phải nắm cái định nghĩa, cái chi pháp của cái pháp đó. Thì đây là cái phần tiếp theo chúng ta sẽ đề cập đến cái nhân. Dạ, cái phần này chính trong phần sau ạ. Dạ, cái phần này chính là cái câu hỏi của cô, tức là tại sao mà cái pháp vô ký ở đây được kể là cái pháp nhân. Dạ. Dạ. Còn cảm ơn sư ạ. Hiện tại các vị, có phải là các vị đang thấy cái màn hình của tôi không ạ? Dạ, chưa thấy thưa sư. Dạ, rồi các vị thấy chưa? Dạ, thấy rồi ạ. Dạ, rồi, cảm ơn. Rồi, cái phần bây giờ chúng ta đi vào trong cái duyên hệ. Cái duyên hệ đó thì có 24 duyên. Thì về con số đó, thì chúng ta cứ tạm hiểu rằng là giống như là duyên sinh đó thì 12. Thì duyên hệ thì gấp đôi đó thì thành 24. Thì trước hết đó là chúng ta học theo 24 duyên hệ. Và 24 duyên này chính là cái cách trình bày ở trong chánh tạng. Và sở dĩ là có con số 52 đó, thì thật ra 52 này cũng chính là 24 duyên hệ thôi. Nhưng mà do vì để dễ dàng cho một người học tiếp thu, cho nên các ngày các vị luận sư đó là mới phân chia theo thành 52 cho nó dễ. Chúng ta thấy con số 52 là lớn, mà thật ra đó thì phân tích theo 52 để thấy rõ ràng hơn về 24 duyên. Thì trước hết đó, trong cái phần kế tiếp này đó, thì chúng ta học về cái ý nghĩa của 24 duyên. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ học về cái phần phối hợp của 24 duyên này. Thì cái duyên trong 24 duyên đầu tiên đó, thì chúng ta có gọi là hetupajayo, là nhân duyên. Chúng ta có, chúng ta tạm gọi là cái duyên số 1. Duyên số 1, nó bỏ cái phần này nhé. Phần duyên số 1 chúng ta gọi là nhân duyên. Đấy, nó học về nhân duyên. Nhân duyên là hay tức phải chỉ vô. Cái chữ hay hay tức phải chỉ giá đó. Thì ở đây tôi cố tình tôi để viết đó, thì viết liền. Nhưng mà ở đây tôi cố tình đó, tôi viết rời ra chỗ này đó. Là bởi vì chỗ này tôi viết rời ra nè. Là bởi vì trong trường một vài cái bản kinh á, thì chúng ta chịu thấy chữ hai chỗ này nó thì có hai cái, nó còn thêm một cái chữ bá nữa, tức là hai túc, chứ không phải là hai túc, nó là hai túc. Và thiệt, và cái chữ bá này á, nó chỉ là một cái chữ trong cái vai trò ngữ pháp, tức là giống như là ở trong ngôn ngữ nào nói chung cũng vậy, nhất là những cái ngôn ngữ đa âm giống như chúng ta, các vị trong Anh ngữ đó, có những khi mà những âm này và âm từ của âm trước và âm sau đó người ta nói âm với nhau, thì ở trong Pali cũng vậy. Nó trong Pali nó có cái luật gọi là cái luật phối âm hay là cái luật sanh thi đó. Thì do vì cái
do vì cái nhu cầu khi người ta phát âm cho nó trong một số trường hợp nào đó mà người ta cần phải phát âm theo cái trường âm, thì khi đó người ta có nhiều cái cách khác nhau trong ngữ pháp. Nên chúng ta phải tạm hiểu rằng là có đôi khi đó là người ta nhân đôi cái phụ âm của cái chữ sau để cái âm trước này nó trở thành trường âm. Như vậy thì có đôi khi các vị coi một cái bản sách nào đó, đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là chỗ này nó là chữ hai chữ bát, là hề tích bát chữ giác cũng không có sai. Đến trường hợp này nó giống như tiếng Việt của mình nè. Tiếng Việt mình đôi khi ở trong thơ, ở trong thi ca đó, là bởi vì cần phải có cái luật âm giống như là âm bằng âm trắc, thì những cái chữ nào giống như chữ đã nó là âm trắc, mà trong chỗ đó, đó thì nó cần cái âm bằng. Cho nên cái chữ đã trong thi ca đó, thỉnh thoảng chúng ta thấy được viết là chữ đà chứ không chữ đã. Chữ đà đó chính là cái âm, cái luyến âm khác của cái chữ đã, vì cái nhu cầu về cái âm lực. Thì ở đây cái chữ, nếu mà các vị thấy chữ hay tập bá cháy giá thì các vị cũng thấy rằng đó là đây là cái chữ ngữ pháp. Sư, vậy mình có nói được nói là hợp âm không thưa sư? Cái hợp âm á, cái hợp âm đó cũng dạ. À, bây giờ hồi nãy có vị học viên hỏi rằng là cái chữ cái nhân á, mà trong cái vô ký đó thì cũng được gọi là nhân hay, có được nhân hay không, thì nhân á, chúng ta có nhiều cái nghĩa nhân. Thứ nhất á, là gọi là cái nhân theo cái nhân theo cái nghĩa thông thường. Ví dụ giống như là chúng ta nói rằng là vì mình bất cẩn như vậy trong gia đình mà chuyện này chuyện kia vân vân, là chúng ta sơ ý là cái đồ nó bị bẻ. Cái nhân nó gọi là cái nhân phổ cập, là trước hết chúng ta nói nhân, thường thường ở trên các ngày thống kê đó thì các ngày phân loại, các ngày chia nhân nó có nhiều loại, nhưng mà khái quát đó, thì chúng ta có 4 loại nhân. Thứ nhất là được gọi là cái phổ cập nhân, mà chúng ta có thể nó gọi là cái nhân thông thường. Tôi vẫn sử dụng cái từ của các ngài lớn là từ phổ cập nhân, mà chúng ta hiểu là cái nhân mà chúng ta đề cập nó thông thường á, gọi là Sadharana á. Sadharana hetu tức là cái nhân thông thường. Rồi cái thứ hai đó gọi là cái thứ hai gọi là cái uttama hetu, mà ngày hòa thượng thì ngày hòa thượng thì dịch là thượng nhân. Ở đây chúng ta nói là còn một cách khác gọi là cái biệt đẳng nhân hay là trí thượng nhân, tùy theo cái cách dịch. Ở đây chúng ta không chỉ nói ý nghĩa cho các vị dễ nắm thôi. Đẳng nhân gọi là uttama. Uttama hay tốt. Cái biệt đẳng nhân hay là uttama hetu, chúng ta tạm gọi là một cái nhân đặc thù, một cái nhân đặc biệt. Và cái nhân đặc biệt ở đây chính là cái nhân quả nghiệp báo mà chúng ta nói, tức là giống như là làm thiện được quả thiện, làm ác gặp quả ác. Thì đây là cái nhân mà cô học viên vừa rồi cô thắc mắc rằng là tại sao mà trong cái pháp vô ký đó, thì được kể như là một cái pháp quả, mà ở đây là có cái nhân vô ký.
thì do vì cái nhân mà theo cái nghĩa mà cái nghĩa nghiệp báo á, Uttama Hetu hay là việc đẳng nhân hay đặc thù nhân á, là cái nhân ở đây đó là chỉ cho cái nhân nghiệp, nhân quả nghiệp báo. Và khi mà nói về cái nhân quả nghiệp báo đó thì cái nhân đó chỉ là cái sở hữu tư ở trong cái tâm thiện và cái tâm bất thiện thôi, chứ không có kể cái nhân khác. Đây cái nhân theo cái nghĩa nghiệp báo. Rồi cái nhân theo cái nghĩa gọi là cái nhân theo cái nghĩa mà chúng ta gọi là cái nhân duyên á, ví dụ giống như là vô minh duyên thành, thành duyên thức á, thì có đó gọi là cái thứ hai nhân mà chúng ta nói theo cái chữ duyên gọi là bách chi giá hay tố. Ví dụ như là vô minh nó là nhân cho hành, hành nó làm nhân cho thức, thức là nhân cho danh sắc vậy. Rồi cái thứ tư á, tức là cái nhân gọi là cái nhân căn để, hay là cái nhân cái thứ tư tức là cái nền tảng, à cái thứ tư là cái cốt lõi, cốt lõi hay là cái cái căn cội, cốt lõi hay là cái căn cội, hay là cái căn cội, cái căn là rễ, cội rễ, cội rễ của các pháp. Mà cái gì là cái căn cội, cái cội rễ của các cái pháp được suy tính theo tánh, tức là cái chữ này nó có chữ Pali gọi là Sambhuta. Sambhuta hay tú. Sở dĩ mà gọi là cái Sambhuta đó, chữ Sambhuta có nghĩa là tương ưng. Và cái gọi là cái nhân á, mà nhân ở đây á, nó giống như là chúng ta ăn một cái bánh và trong đó chúng ta có nói cái bánh này nó là nhân đậu hay cái nhân gì đó. Cái nhân đó nó giống như là một cái hạt giống, mà chính cái hạt giống đó nó là cái điều kiện để sinh trưởng các cái pháp khác. Nó giống như là trong một cái trái bơ thì cái hạt ở đó nó được gọi là cái nhân, và chính là cái hạt nhân đó đó nó cho ra cái, nó là cái điều kiện để một cái cây bơ mới sau này sinh trưởng. Thì cái nhân mà làm cái căn cội, cái nhân cốt lõi đó đó được gọi là Sambhuta Hetu. Và tại sao gọi là Sambhuta Hetu là bởi vì cái nhân căn bản này á, nó luôn luôn nó trợ sanh cho các cái pháp khác á, bằng cách đó là luôn luôn là nó cùng có mặt, nó cùng có mặt với các cái pháp khác. Và nếu là những cái pháp đó thuộc về danh pháp đó, thì chẳng những nó có mặt thôi mà nó có mặt một cách tương ưng. À, chúng ta học ví dụ pháp, chúng ta có để ý hai cái sự có mặt. Cái sự có mặt thứ nhất đó, được gọi là câu sinh, gọi là sahachata. Rồi hai sự có mặt nè, thứ nhất đó là câu sinh. Và thứ hai là tương ưng. Cái câu sinh á, có nghĩa là cùng sinh đồng thời với nhau, đồng sinh, đồng trụ và đồng diệt, gọi là câu sinh. Nhưng mà câu sinh đó có khi tương ưng và có khi bất tương ưng. Chẳng hạn giống như là có những cái sắc pháp đó đồng sinh với tâm, cho nên những cái sắc pháp đó được gọi là câu sinh với tâm. Nhưng cái câu sinh đó nó không có tương ưng. Tương ưng ở đây á, tức là nó hòa trộn lẫn nhau. Cái này nó
hòa vào cái kia vào hòa vào cái nọ, cho nên gọi là tương ưng. Còn nếu mà nó cùng có mặt với nhau thôi mà nó không có hòa trộn với nhau được đó, thì không gọi là tương ưng mà chỉ gọi là câu sinh. Tương ưng ví dụ giống như là nước và sữa. Khi mà chúng ta đổ sữa vào nước á, thì nước và sữa nó hòa quyện lẫn nhau, thì khi đó chúng ta nhìn nước và sữa nó như là một. Cái sự hòa quyện đó nó được gọi là tương ưng. Còn mà nếu mà chẳng hạn giống như gì, chúng ta dùng những cái loại nước như là nước cocktail vân vân, thì khi mà những cái trái cây mà chúng ta bỏ vào đó, đó thì chúng ta chỉ vì chúng ta thấy những cái phần trái cây đó, nó là những phần riêng biệt với cái phần nước, chứ nó không có giống như đường và nước. Đường và nước đó, thì nó hòa trộn lẫn nhau đó, thì gọi là tương ưng. Còn ở trong cái ly cocktail của mình đó, là cái phần những cái phần quả trái đó, sẽ là cái phần riêng, còn nước thì riêng. Thì khi đó nó, những cái quả trong ly đó và nước đó được gọi là câu sinh nhưng mà bất tương ưng. Thì cái nhân mà trong nhân duyên này đó, chẳng những câu sinh mà nó còn tương ưng trong một số trường, trong một những cái pháp cùng loại, cho nên gọi là sambhajita hệ tú, mà chúng ta gọi là nhân tương ưng. Cái nhân tương ưng này đó, khi mà tham có mặt ở trong trong một cái tâm tham nào đó, thì toàn bộ các cái sở hữu cùng đi với cái tâm tham đó, nó được nhóm màu của tham. Tương tự như vậy đối với các cái nhân khác như là sân si, rồi vô tham, vô sân và vô si. Vậy thì cái tham, cái sân, cái si đó có mặt ở trong cái pháp nào đồng sanh với nó, như là 13 sở hữu, 13 cái sở hữu tự tha. Thì khi cái bản chất của cái sở hữu tự tha đó, thì nó chưa có tham, chưa có sân, chưa có si gì hết, nó chưa phải là bất thiện. Nhưng mà tham sân si có mặt ở trong cái sở hữu tự tha rồi, thì toàn bộ các cái sở hữu tự tha đó đều cùng làm cái việc bất thiện. Nó giống như là bản chất của nước á, thì nó không phải là độc. Nhưng mà khi mà chúng ta bỏ cái thuốc độc vào á, thì toàn bộ nước nó trở thành độc. Mà vì cái yếu tố mà tác động lớn như vậy đó, thì cho nên cái tham, cái sân, cái si, và vô tham, vô sân và vô si đó, nó được gọi là cái hạt nhân của các cái pháp tính theo tánh là thiện và bất thiện. Sở dĩ mà được gọi là thiện hay bất thiện là bởi vì do những cái nhân này, cho nên nó gọi là thiện hay là bất thiện. Vậy thì khi mà nói cái hạt nhân đó đó, thì nó không phải chỉ có ở trong các cái pháp bổ thí. Trong cái phần nhân duyên mà chúng ta học trong 24 duyên hệ này, thì cái nhân duyên đó đó được kể lấy theo cái ý nghĩa của cái nhân cuối cùng, cái nghĩa cuối cùng của cái nhân, tức là chúng ta chỉ lấy cái nghĩa thứ tư, tức là cái nhân làm cái căn cội cốt lõi cho các cái pháp, chứ chúng ta không có lấy cái nghĩa phổ tập nhân, biệt đẳng nhân và theo cái nghĩa là nhân duyên. Như vậy thì vừa rồi cô học viên hỏi đó, là tại sao mà ở trong cái pháp vô ký á, vẫn có thể kể là nhân. Pháp vô ký kể là nhân ở đây chúng ta lấy theo cái nhân tương ưng, tức là vô tham, vô sân, vô si, mà hễ có mặt ở trong cái pháp nào thì cái pháp đó kể là cái pháp nhân. Còn chứ không có tính về cái phương diện nhân quả, tức là cái nhân nó tạo ra cái quả thiện hay là cái quả bất thiện. Như vậy thì khi mà chúng ta nói cái nhân duyên, nhân ở trong cái nhân duyên này á, thì các vị phải nhớ là chúng ta có cái nhân tương ưng. Và chúng ta học ở trong cái phần đại cương, chúng ta nhớ là trong các cái pháp á, được chia ra làm hai, trong đó có các pháp là vô nhân và các pháp hữu nhân. Thì cái chia làm hai đó chính là cái phần mà chúng ta đang học ở đây, tức là chúng ta học về nhân duyên. Thì những cái pháp nào được gọi là cái pháp vô nhân thì khi đó không được kể là cái pháp sở duyên cho cái pháp cho nhân duyên được, bởi vì ở đây đang tính về cái nhân tương ưng. Như vậy thì ở trong cái phần đại cương chúng ta có hai cái cách phân loại. Thứ nhất là chúng ta phân loại theo tánh,
là thiện, bất thiện và vô ký. Cái thứ hai chúng ta phân loại theo nhân, tức là những cái pháp là có nhân tương ưng và cái pháp không có nhân tương ưng. Ở trong cái phần nhân duyên theo đầu đề tam thì chúng ta nhớ hai cái phân loại này, đó là cái phân loại các pháp theo tánh và các pháp theo nhân. Các pháp theo tánh thì chúng ta có thiện, bất thiện và vô ký. Các pháp theo nhân thì có hữu nhân và vô nhân. Và khi mà chúng ta phối hợp hai cái phân loại này thì kết quả thì chúng ta có, kết quả thì chúng ta có, khi mà nói đến cái pháp bất thiện thì chúng ta có 12 cái bất thiện. Pháp bất thiện có 12 cái bất thiện. Và 12 cái bất thiện này á, bất thiện thì luôn luôn là hữu nhân. Bất thiện là luôn luôn là hữu nhân. Rồi chúng ta có 37 tâm thiện. 37 tâm thiện này cũng là hữu nhân. Nhưng mà các cái tâm vô ký còn lại thì ở đây chúng ta thấy rằng là 18 tâm này á, chỉ có 18 tâm này là vô nhân. Còn các cái tâm vô ký còn lại á, đây là vô ký còn lại nha. Vô ký còn lại đó là hữu nhân. Vậy thì đây là cái cách mà sau này chúng ta học về các cái phân chia theo các pháp. Thì thí dụ giống như là phân chia theo cái phối hợp. Phối hợp giống như là những cái pháp nào á mà vừa là những cái pháp nào mà vừa là hữu nhân mà vừa là tịnh hảo, thì khi đó chúng ta sẽ thấy rằng là những cái pháp hữu nhân á, thì chúng ta chỉ có trừ ra 18 tâm vô nhân thôi, còn các pháp còn lại là hữu nhân. Nhưng mà trong các cái pháp mà hữu nhân đó đó thì chúng ta phải trừ ra 12 tâm bất thiện, bởi vì 12 tâm bất thiện là hữu nhân nhưng là vô tịnh hảo, thì chúng ta phải trừ ra. Như vậy thì cái cách phối hợp đầu tiên mà chúng ta học ở trong cái duyên hệ này thì chúng ta sẽ thấy rằng là trong các cái phân loại đó đó, thì khi mà chúng ta ghép chung lại với nhau, chẳng hạn giống như là chúng ta đang học về cái đầu đề thiện, thì chúng ta lấy cái phân loại phần 3 theo tánh, tức là thiện, bất thiện và vô ký. Và chúng ta đang học về cái phần nhân duyên, cho nên chúng ta sẽ lấy các pháp được phân chia theo nhân, tức là cái pháp hữu nhân và vô nhân. Thì cũng tương cách đó, nó tương tự sau này. Khi mà các vị phối hợp về nhiều cái cách phân chia khác, phân chia theo theo giống hay theo cảm thọ vân vân, rồi giữa hai cái cách này phối hợp với nhau như vậy đó, thì nó cũng tương tự giống như là chúng ta đang phối hợp theo tánh và theo nhân như vậy. Vậy thì ở trong cái phần nhân duyên này, trước hết á, là các vị phải trong cái định nghĩa về nhân duyên này, thì các vị phải hiểu rằng nhân duyên ở đây chính là cái nhân tương ưng, chứ không có kể ba cái loại nhân trên, tức là phổ cập nhân, biệt đẳng nhân và duyên nhân. Chỉ kể cái nhân thứ tư thôi nha. Nhân duyên này chỉ kể nhân thứ tư, tức là nhân tương ưng. Và cụ thể là cái nhân duyên, cụ thể cái nhân tương ưng là nhân trong nhân duyên nha. Nhân trong nhân duyên mà thuộc duyên hệ, và nhân duyên trong nhân duyên của duyên hệ. Có lần có mấy Phật tử hỏi tôi cái chữ nhân duyên ở trong, chữ nhân duyên có nghĩa gì thật đây. Nếu mà chúng ta chỉ hỏi về hỏi thường thông thường thì đôi khi cũng rất là khó trả lời, bởi vì cái chữ nhân duyên mà được đề cập đến trong kinh điển thì chúng ta thấy là rất 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 là nhiều cái nhân duyên. Cái nào cũng là cái nhân duyên đó, thì như là chư tăng và Phật tử chúng ta cũng hay dùng cái đó. Thí dụ như mình làm cái việc đó mà nói rằng là
thôi đời nó để tùy theo cái nhân duyên. Rồi thì cái nhân duyên chúng ta dùng rất là phổ biến, và như chúng ta nói rằng là giống như là cái nhân duyên mà chúng ta nói theo cái kiểu phổ cập, nói theo cái kiểu phổ thông á, thì cái gì mà nó có thể tác động được thì là nhân duyên, cho nên nó nhiều lắm. Và ở trong cái duyên hệ này á, thì chỉ nhân duyên ở trong, chỉ có kể cái nhân làm cái nhân tương ưng thôi, và cái chi pháp mà các vị phải nắm đấy là chính nhân tương ưng, là chính nhân tương ưng. Tôi xuống dòng gì là chính nhân tương ưng. Chính nhân tương ưng thì nó gồm là tham sân si. Sân si. Rồi vô tham, vô sân, vô si thiện. Rồi. Vô tham, vô sân, vô si. Vô tham, vô sân, vô si, mà ba cái này á, là thiện nha. Rồi tiếp theo đó là vô tham, vô sân, vô si, mà ba cái này á, là vô ký. Thì ba và ba thì chúng ta có chín nhân tương ưng. Vậy thì nhân duyên ở trong cái nhân, ở trong cái nhân duyên theo duyên hệ thì đó chính là chính cái nhân tương ưng này. Vậy thì chúng ta nói rằng là thiện trợ cho bất thiện, hay thiện trợ cho cái gì đó bằng cái nhân duyên, hay là bất thiện trợ cho bất thiện khác, bất thiện trợ cho vô ký, hay là chúng ta nói rằng là vô ký trợ cho thiện, hay là vô ký trợ cho vô ký trợ cho vô ký bằng nhân duyên. Hễ bằng nhân duyên á, thì chúng ta biết rằng là cái nhân, cái năng đó phải luôn luôn là chính nhân tương ưng, cho nên mới gọi là bằng nhân duyên. Khi mà chúng ta học về, ví dụ giống như là sau này chúng ta học về cái phần cảnh duyên đó, thì cái năng đó là chúng ta phải lấy cái cảnh duyên. Còn bây giờ chúng ta đang học về cái phần nhân duyên, các vị nắm cái chỗ này, chúng ta đang học về cái phần năng duyên. Cho nên khi mà chúng ta nói ví dụ như là thiện trợ vô ký nhân duyên, bởi vì mình nói là bằng nhân duyên mà, cho nên cái chữ bằng nhân duyên này á, là phải, sở dĩ sao gọi là bằng nhân duyên là bởi vì cái năng đó, năng đó chính là chính cái nhân tương ưng. Chứ cái năng đó, cái năng duyên đó mà không phải chính nhân tương ưng thì chúng ta không gọi là nhân duyên. Mà ở đây chúng ta nói rằng là thiện trợ cho vô ký bằng nhân duyên thì đã là bằng nhân duyên rồi, mà cái thiện trợ cho vô ký giống như là cái thiện nó giúp cho vô ký, thì cái người giúp đó đó gọi là năng duyên. Cái đối tượng được giúp đó là sở duyên, thì chúng ta nói rằng là cái đối tượng đó nó giúp cho cái đối tượng này bằng nhân duyên, thì cái đối tượng đó đó được phải là một trong những cái nhân tương ưng thì mới gọi là bằng nhân duyên được. Chứ nếu thiện mà trợ cho vô ký bằng cảnh duyên thì khi đó thiện khi đó thiện nó không thể là chính nhân tương ưng, có nó thể nó là cái khác. Nhưng mà ở đây chúng ta nói là bằng nhân duyên, thì ở trong cái bài học về nhân duyên này á, thì chúng ta nhớ rằng là tất cả đó là bằng nhân duyên, hay nói cách khác tất cả nó bằng một trong chín cái nhân tương ưng này. Cho nên năng ở đây á, là luôn luôn là chúng ta đang học về cái phần nhân duyên nha. Cho nên cái phần năng duyên của nhân duyên á, thì phải là chín nhân tương ưng. Rồi.
Vậy thì nhân duyên ở đây là chúng ta học về cái phần nhân duyên. Nhân duyên ở đây chính là cái gì? Và chúng ta có cái phần thứ nhất của nhân duyên á, do nhân duyên này nè, là chúng ta có cái chúng ta cứ định nghĩa cái nhân duyên ở đây á, đó chính là chúng ta chính nhân tương ưng. Nhân duyên ở đây chính là chính nhân tương ưng như vậy đó. Và vì chính nhân tương ưng đó đó, cho nên chúng ta cái phần thứ hai đó, chúng ta tạo cái phần một là chúng ta gọi là cái định nghĩa thế nào là nhân ở trong nhân duyên. Nhân ở trong nhân duyên chính là chính nhân tương ưng. Thứ hai là chúng ta học về cái phần chi pháp. Cái phần chi pháp này á, chi pháp này á thì toàn bộ trong 24 duyên này nói chung, thì cái chi pháp, cách phân chia chi pháp của duyên hệ thì chúng ta sẽ được phân chia thành ba, tức là chúng ta trong có ba, tức là cái năng duyên, vì đang là nhân duyên cho nên cái năng duyên này đó là chính nhân tương ưng. Và nhân duyên này, sở duyên này nè, và cái nhân duyên này á, tính lại sau này chúng ta sẽ học là trong 24 duyên á, được chia thành chín nhóm hay là chín cái chủng loại hay là chín cái giống, thì cái nhân duyên này á, nó thuộc về cái giống câu sinh, tức là nó sẽ trợ sinh cho cái pháp sở duyên á, bằng cách đó là cùng có mặt. Do vậy đó, khi mà chúng ta tính cái sở duyên, tức là cái đối tượng mà do chính cái nhân này tác động á, thì cái đối tượng nào mà phải đồng sanh với chính cái nhân này đó thì chúng ta mới kể. Chứ còn mà những cái phần chi pháp khác mà đã sanh trước đó hay là sẽ sanh sau đó thì không kể. Vậy thì ở đây chúng ta học về nhân duyên á, thì do dần dội vì chúng ta chưa có chia theo giống, nhưng mà chúng ta phải nhớ nhân duyên ở đây á, là chính nhân tương ưng. Rồi ở đây các vị mở mặt đang thuộc giống câu sinh nha. Đây phải nói thuộc giống câu sinh để mà khi mà các vị tính chi pháp á, thì các vị phải hiểu rằng là cái nhân duyên này do vì thuộc cái giống câu sinh, cho nên những cái pháp nào mà nó trợ sinh á, là nó chỉ trợ sinh cho pháp mà nó cùng có mặt thôi. Và do vì á, cái năng của nhân duyên á, là chính nhân tương ưng, và nó sẽ trợ sanh cho những cái pháp nào mà đồng sanh với nó. Do vì nó trợ sanh những cái pháp nào đồng sanh với nó đó, cho nên những cái pháp mà vô nhân, những cái tâm vô nhân đó thì chúng ta không có kể được, tại vì tâm vô nhân nó không có nhân tương ưng. Cho nên khi mình chúng ta nói sở duyên á, thì chúng ta sẽ lấy những cái tâm hữu nhân, thì chúng ta có 71 hoặc là 100, nếu mà tính rộng thì 103, chúng ta lấy 71. 71 hoặc là 103. 103 tâm hữu nhân. Rồi. Ở đây thì chúng ta trừ 18 tâm vô nhân thôi. À, còn lại thì chúng ta lấy hết. Rồi 52 sở hữu hợp. Trong 52 cái sở hữu hợp này á, thì trong đó nó cũng bao gồm cả chính nhân, là tham sân si, vô tham, vô sân và vô si. Nhưng mà trong cái năng duyên thì chúng ta đã lấy ra chính nhân rồi,
Tuy vậy trong sở duyên á, thì chúng ta vẫn kể hình chính nhân đó. Lấy ví dụ như là thiện trợ cho thiện bằng nhân duyên, thì khi đó thiện sẽ lấy là ba nhân thiện. Thiện thì sẽ lấy là ba nhân thiện, nhưng mà trợ cho các cái trợ cho các pháp thiện khác á, thì chúng ta cũng kể thêm cái ba nhân đó. Là bởi vì trong khi mà một cái tâm, chúng ta lấy ví dụ như tâm tham, chúng ta ví dụ như tâm tham, tâm tham sinh lên, tâm tham sinh lên á, thì trong đó nó có hai nhân là nhân tham và si, trong đó có tham và si. Tâm tham sinh lên á, thì trong đó về nhân của nó thì nó có bao hàm là tham và si. Nhân của nó thì là tham và si. Thì khi đó si á, nó trợ cho tham và tham nó cũng trợ cho si. Do vậy ở trong cái sở duyên á, thì tuy rằng là chúng được kể là cái tham cái si này nó đã là nhân duyên rồi, nhưng mà xin lỗi, nó đã là năng duyên rồi, nhưng mà trong sở duyên á, là vẫn được kể lại, là bởi vì bản thân của tham á, vừa là năng vừa là sở. Tham là năng á, là cho các pháp đồng sanh với nó. Và khi nó là sở duyên á, bởi vì nó là đối tượng tác động của một nhân khác, nhân đó chính là si. Tương tự như vậy, si á, là nhân cho, là năng duyên cho các pháp đồng sanh, và cũng là sở duyên cho cái nhân tham. Cho nên là ở trong cái sở duyên á, thì chúng ta cũng kể lại cái hai cái sở hữu mà vốn đã là năng duyên. Rồi do vì những cái pháp đồng sanh ở đây chúng ta kể là 17 cái sắc tâm tái, 17 cái sắc tâm hữu nhân, 17 cái sắc tâm. Thế dĩ gọi là vì cái phần này ở trong cái phần sắc pháp, thì phần sắc pháp á, là những cái tâm hữu nhân á, thì sẽ tạo ra cái sắc pháp hữu nhân, và những cái tâm vô nhân á, thì sẽ tạo ra cái sắc vô nhân. Tương tự như vậy đối với sắc nghiệp cũng vậy, mà cái sắc nghiệp nào mà được tục sinh bằng cái tâm hữu nhân á, thì nó sẽ tạo ra cái sắc nghiệp hữu nhân, và sắc nghiệp nào mà được tục là đồng sinh với cái tâm vô nhân á, thì cái sắc nghiệp đó được gọi là cái sắc nghiệp vô nhân. Thì do vì chúng ta đang học về cái nhân duyên, cho nên cái sắc tâm và cái 20 cái sắc nghiệp này, 20 cái sắc nghiệp này á, thì cũng phải tính là những cái tính loại hữu nhân thôi, sắc nghiệp tái tục hữu nhân. Rồi cái trường hợp này cần lưu ý là trong 52 sở hữu này, nhưng mà có trừ một trường hợp không kể. Rồi 52 sở hữu này, ở đây tôi kể trở trong mặt đơn nha. 52 sở hữu. 52 sở hữu hợp mà là sở duyên của nhân duyên đó thì phải trừ. Từ si sở hữu si trong tâm si. Và tại sao trừ cái sở hữu si trong tâm si? Sở hữu si trong tâm tham thì được, nhưng mà sở hữu si trong tâm si là phải trừ. Lý do là tâm si á, là một tâm á, là nó chỉ có một nhân thôi. Và khi mà nó có một nhân như vậy đó, thì cái sở hữu si có mặt ở trong đó làm năng duyên cho các cái pháp đồng sanh khác. Và nhưng mà sở hữu si á, nó không có được sự giúp đỡ của một cái nhân khác, giống như là trong trường hợp mà khi nó có mặt ở trong cái tâm tham hay tâm sân.
Bởi vì khi mà sở hữu si có mặt ở trong tâm tham á, thì ngoài cái vai trò mà nó là năng duyên thì nó còn là sở duyên, bởi vì nó còn được cái sự trợ giúp của cái nhân tham. Trong tâm sân á, thì nó được trợ giúp của cái nhân sân, nhưng mà trong cái tâm si có một mình nó thôi, cho nên nó chỉ làm cái năng duyên được. Nhưng mà khi mà nói đến cái sở duyên thì nếu là si ở trong tâm si á, thì không có được kể. Si ở trong cái tâm si á, thì không có được kể vào cái sở duyên này. Rồi chúng ta phần cái phần chi pháp á, thì chúng ta luôn luôn là chi pháp ở trong cái duyên hệ này, thì chúng ta luôn luôn là có là, chúng ta dùng đổi cái số này cho các vị dễ nhận, chúng ta có 1, 2, 3. Một á, thứ nhất là năng, một là năng duyên, hai á, là sở duyên, và cái thứ ba là cái địch duyên. Nếu mà ở duyên sinh á, trong cái phần ý nghĩa thì chúng ta lưu ý đến cái không phải là vô minh là gì, hành là gì, mà chúng ta lưu ý là tại sao là vô minh là tác động cho hành, vân vân. Còn ở trong cái duyên hệ này thì ở trong cái phần căn bản thì các vị cố gắng là về cái ý nghĩa thì chúng ta nắm là thí dụ nhân duyên là cái gì, cảnh duyên là cái gì, rồi sau đó chúng ta phải nắm ba phần, tức là năng, sở và địch duyên. Toàn bộ các cái 23 duyên còn lại, cứ mỗi duyên như là cảnh duyên thì chúng ta cũng sẽ được học cảnh duyên đó là gì, đó là chi pháp. Rồi thứ hai đó là cảnh duyên á, khi mà là năng duyên á, thì cái cảnh duyên đó là như thế nào, và cái cảnh duyên đó nó tác động cho cái sở duyên nó như thế nào, và trong cái trường hợp nào mà cảnh duyên không có tác động được gọi là địch duyên thì như thế nào, tương tự các cái duyên còn lại. Do vậy ngày hôm nay khi mà chúng ta vị nào mà lần đầu mà chúng ta học duyên hệ đó, thì chúng ta nhớ là ở trong duyên hệ chúng đầu trong cái căn bản đầu tiên đó, là chúng ta nắm về cái chi pháp của cái duyên đó. Duyên đó là gì? Thì tôi lặp lại, nhân duyên chính là chính cái nhân tương ưng. Mà nhân duyên đó chính là nhân tương ưng. Do vậy cái nhân tương ưng này nó tác động cho thiện, hay là tác động cho bất thiện, hay tác động cho vô khí, thì cái năng duyên đó chúng ta lấy chính nhân tương ưng. Rồi cái sở duyên tức là cái đối tượng mà nó tác động. Và cái địch duyên á, chính là cái đối tượng mà nó không tác động được. Cái đối tượng nào mà sáu nhân tương ưng này không tác động được, đó chính là 18 vô nhân. Tại vì nó không có nhân, nó sanh lên không có nhân, cho nên là nó không có được cái sự tác động của tham sân si, hay vô tham vô sân vô si. Rồi 18 tâm vô nhân, rồi 12 tờ tha. Tất nhiên 12 tờ tha bởi vì nó trừ, chúng ta trừ dục ra, dục nó không có ở trong vô nhân nha. Dạ, 12 tờ tha. 18 vô nhân thì nó chỉ có 12 tờ tha thôi. Rồi hồi nãy chúng ta có nói rằng là cái sở hữu si trong tâm si á, là nó cũng được kể là địch duyên, bởi vì nó không là sở duyên. Cho nên sở hữu si, sở hữu si trong tâm si, sở hữu si trong tâm si được gọi là địch duyên. Rồi cái sắc tâm sắc nghiệp tái tục mà vô nhân á, thì cũng là sở duyên. Nói chung những cái sắc pháp mà cái này thì vị nào mà học về cái lộ sắc á thì chúng ta nhớ. Còn bây giờ chúng ta vị nào mà chưa học á, thì đại khái chúng ta hiểu rằng là cái sắc nghiệp á, thì nó cũng có hai, là cái sắc nghiệp mà hữu nhân và vô nhân. Rồi cái sắc tâm cũng vậy, có sắc tâm hữu nhân và vô nhân. Thì những cái tâm nào mà vô nhân á, thì nó sẽ cho cái sắc tâm vô nhân. Thì những cái sắc tâm vô nhân đó là không được kể là nó được tác động bởi 16 nhân tương ưng.
Thì ở trong đây địch duyên đó, thì chúng ta có sắc nghiệp tái tục vô nhân, sắc nghiệp tái tục vô nhân, tôi biết gì cho nhanh, sắc nghiệp tái tục vô nhân, rồi sắc nghiệp sắc tâm vô nhân, rồi sắc nghiệp ở cõi trời vô tưởng, sắc vật thực, sắc quý tiết và sắc ngoại, thì những cái đó được gọi là địch duyên. Ở trên cõi vô tưởng thì do vì không có tâm cho nên toàn bộ cái sắc nghiệp ở trên cõi vô tưởng các vị tự ghi. Ở trên toàn bộ cái sắc ở trên cõi vô tưởng đó thì được gọi là địch duyên, bởi vì không có bị tác động bởi chính nhân tương ưng. Rồi các sắc vật thực, sắc quý tiết và sắc ngoại đó, thì cũng được kể rằng là địch duyên, bởi vì những cái sắc này á, các vị tự ghi, cái sắc này đó, nó không thuộc về cái đối tượng tác động của nhân duyên. Do vì bài học hôm nay tôi hơi vì cái yêu cầu cho nên nó phải hơi dài một chút xíu, bởi vì các buổi sau thì chúng ta sẽ học theo chúng ta sẽ học đúng giờ. Các buổi sau thì chúng ta sẽ học đúng giờ, nhưng mà cái buổi đầu tiên là do vì các vị chưa có quen với duyên hệ, buổi đầu các vị chưa có quen với cái duyên hệ, cho nên là nó có những cái phần mà mình học mình nói hơi dài. Nhưng mà cái phần này á, tôi cũng phải lặp lại như thế nào cho đến khi mà các vị hiểu được cái cách trình bày của duyên hệ thì chúng ta sẽ tiếp theo cái duyên sau mới được. Cho nên những vị nào mà chúng ta chưa có nắm được cái năng duyên, cái sở duyên và cái địch duyên thì ở trong cái bài học sau á, thì các vị hỏi lại tôi, rồi các cái phần duyên khác á, thì chúng ta sẽ dễ dàng hơn, là bởi vì nó cũng theo cái mô tiếp đó mà chúng ta trình bày thôi. Vậy thì bất cứ một cái duyên nào thì đầu tiên khi mà chúng ta học về cái nhân duyên hay là cảnh duyên thì đầu tiên chúng ta xác định cái nhân duyên đó chỉ cho cái loại nhân nào mới được. Cho nên người học ví dụ pháp không bao giờ chúng ta hỏi là nhân duyên là gì, mà chúng ta chỉ hỏi cái nhân duyên á, ở trong duyên hệ là gì, cái nhân duyên ở trong nghiệp báo là gì. Chứ còn mà nếu mà hỏi nhân duyên là gì không thì rất là khó trả lời, bởi vì nhân duyên trong trường hợp này sẽ khác, nhân duyên trong trường hợp khác nó sẽ khác. Dạ, vậy thì đầu tiên khi mà học với bất cứ duyên nào thì trước hết là chúng ta phải xác định cái ý nghĩa. Nhưng mà đó là cái việc này, đó là việc học thực nói chung là, chứ không phải là phần duyên phần nào chúng ta phải học như vậy hết. Rồi cái thứ hai là chúng ta phải nắm được cái chi pháp của năng duyên, sở duyên và địch duyên. Và tôi lặp lại, năng duyên chính là cái nguyên nhân tác động, sở duyên tức là cái đối tượng được tác động, và địch duyên tức là cái đối tượng không được tác động, không bị tác động. Và duyên trong cái phần nhân duyên này thì chúng ta phải lưu ý là cái nhân duyên này phải được kể là những cái pháp mà nó tác động đó phải là những cái pháp đồng sanh, bởi vì nhân duyên của cái pháp câu sanh. Cho nên chúng ta sẽ thấy rằng là có những cái trường hợp khác là thiện cũng trợ cho vô ký đó, nhưng mà khác cái thời điểm, thì khi đó nó sẽ bằng cảnh duyên hay bằng cái duyên nào đó chứ không thể gọi là bằng nhân duyên. Ví dụ như là khi các vị làm một cái công đức nào đó rồi các vị hồi tưởng lại, rồi các vị hoan hỷ với cái công đức đó, các vị nghe kịp không? Khi mà các vị làm một cái việc thiện nào đó, rồi khi mà các vị hồi tưởng lại cái việc thiện mình đã làm, các vị hoan hỷ. Như vậy bằng một cái thiện pháp khác tác động cho một cái thiện pháp khác, nhưng không phải là bằng nhân duyên mà có thể bằng cảnh duyên. Bởi vì khi mà nói bằng nhân duyên nó phải đồng sanh, mà cái tâm thiện đi chùa, cái tâm thiện mà các vị làm, giống như là các vị làm thiện nguyện hay là các vị đi chùa vào ngày hôm qua và cái tâm thiện ngày hôm nay nó không có đồng sanh. Cho nên khi đó cái tâm thiện ngày hôm qua tác động cho cái tâm thiện ngày hôm nay, trong duyên hệ không bao giờ được kể là nhân duyên, là bởi vì kể là nhân duyên nó phải được thỏa đáng hai điều kiện. Thứ nhất là nó phải nằm ở trong một trong ba cái nhân thiện. Thứ hai là nó phải đồng sinh. Chứ nếu mà nó không thỏa đáng hai điều kiện này á,
thì không được gọi là nhân duyên ở trong cái duyên hệ. Không biết là các vị có nghe kịp không? Dạ, tôi cố gắng mà hôm nay là mà sư tôi, nghe kịp rồi ạ. Dạ thưa kịp thưa sư. Dạ. Tôi cố gắng bằng tất cả để tôi chia sẻ các vị bằng cái phần duyên hệ này. Và hãy chúng ta duyên hệ các phần trên đó, chúng ta nghĩ rằng là mình đặt phần dưới ở cái phần trên đó mình sẽ thấy được cái lợi ích, là tại sao cái phần dưới mình cần mình phải phân chia cái chi pháp như vậy. Chúng ta tại sao phải chia ra làm hai này, chia ra làm ba, và trong các phần đại cương đó là tôi cố gắng tôi hạn chế cái sự phân chia đó. Chúng ta sẽ học đến phần nào thì sẽ học cái phân chia cái phần đó, như vậy thì các vị dễ nhớ hơn. Vậy thì ở trong đây, trong cái phần nhân duyên này thì chúng ta chỉ nhớ rằng là các cái pháp ngũ